100 lần lại Phật phần 3. Lời cầu nguyện vị tha. Nếu chưa ngồi thiền được thì cố gắng đều đặn lại Phật mỗi ngày, ít nhất 100 lại. Có một người Phật tử suốt cuộc đời bà không làm phước nhiều, nhưng trước khi mất bà rất tỉnh táo và biết trước được ngày chết. Bà chủ động họp gia đình, gặp mặt các con, dặn dò lần cuối trước khi mất. Vì sao bà đạt được điều đó? Chính vì lòng tôn kính Phật và lễ Phật mỗi ngày đã tạo phước lành cho bà vẫn tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt cho đến lúc chết. Sau khi mất, bà sẽ được về cõi lành, nơi có hội chúng cùng tu tập để tiếp tục việc tu tập còn dang dở ở kiếp này. Những người con bà nói rằng từ khi bà còn trẻ, mỗi ngày bà đều lại Phật ít nhất 300 lần mỗi ngày trong suốt cuộc đời của bà. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng điều đặn, tinh tấn, kiên trì phát tâm lại Phật mỗi ngày để xây dựng được lòng tôn kính Phật và cũng để tạo được công đức lành giúp cho chúng ta đi qua tuổi già được thanh thản, bình an, chủ động hơn. Cách lại Phật: nhịp độ điều đặn để tránh hôn trầm, không úp mặt quá lâu, không để suy nghĩ vọng tưởng khác chèn vào, mà trong tâm chỉ có ý niệm về lòng tôn kính Phật. Nếu phát hiện vọng tưởng suy nghĩ, phải buông bỏ ngay, tiếp tục quay lại ý niệm tôn kính Phật và lại Phật. Khi lại Phật, lòng tôn kính Phật càng lớn thì công đức càng nhiều. Nếu khởi được lòng tôn kính Phật tuyệt đối thì thành tựu quả vị Tu Đà Hoàng, bước vào dòng thánh lại càng nhiều càng tốt, tùy sức khỏe, thời gian, điều kiện sinh hoạt của từng người. Mỗi một câu là một lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Phật từ bi. Trong cái lạnh của đêm tối tĩnh lặng nhưng trống rỗng, trong cái tối của bóng đêm đang phủ trùm vạn vật, trong cái khổ mỗi người một cảnh của thế gian, trong nỗi đau bất tận của dòng luân hồi nghiệt ngã, trong cái ngu của sự vô minh, ngu mà không biết mình ngu, trong cái đau của kẻ không biết chánh pháp, khổ mà không biết vì sao mình khổ, trong cái bấp bênh của sự vô thường, sinh lão bệnh tử đều là khổ, dù giàu hay nghèo đều không thoát được, trong sự hào nhoáng sang trọng lung linh của thế giới bên ngoài, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều chúng sanh phải chịu đói lạnh, khổ đau, bệnh tật, bất hạnh, tuyệt vọng, mất mát, chia lìa tình mẫu tử, vợ chồng, gia đình, người thân, những người ta yêu quý, phải chịu những thất bại, mất hết niềm tin vào cuộc sống, đau đớn của thể xác và tinh thần, phải chịu đựng từng ngày trôi qua một cách nặng nề, phiền não. Những chúng sanh không nhà cửa, lang thang, đói khát, cô độc, bị xa lánh, khinh bỉ. Những người bị bệnh, đang vật vã, đau đớn, bị giày vò bởi ác nghiệp, sát sanh của quá khứ, trong sự giàu sang nhung lụa, nhưng con người vẫn cảm thấy bất an, loạn động và trống trải, cô đơn, vì trong tâm họ không được thắp sáng bởi trí tuệ của thiền, sự bình yên của phước đức, sự kiên định của mục tiêu vô ngã vị tha, sự tuyệt đối của lòng tôn kính Phật. Hôm nay con thiết tha cầu xin chư Phật gia hộ cho những điều này, những đau khổ này sẽ dừng lại. Xin cho tất cả chúng sanh trên thế giới này, hành tinh này, ai ai cũng biết đến chánh pháp, ai ai cũng đều sớm gặp được vị chân sư, là một vị thầy luôn dạy cho chúng sanh phải xây dựng được 7 điều sau đây. 1. Lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Vì Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, dù thịt nát xương tan,
không do dự, không chần chừ. 2. Tâm vô ngã, khiêm hạ tột cùng, luôn nhớ rằng ta chỉ là hạt bụi mà thôi. 3. Lòng từ bi thương yêu chúng sanh, phủ trùm tất cả. Nơi nào ta đến là nơi đó có tình thương dành cho mọi người, mọi vật, kể cả loài nhỏ bé nhất. 4. Đặt mục tiêu vô ngã giác ngộ là mục tiêu tuyệt đối, đi trong vô lượng kiếp. 5. Độ hết chúng sanh được giác ngộ. 6. Thấu đạt giáo lý không, làm nhưng không chấp công, làm nhưng không nhớ công, làm nhưng như chưa từng làm điều gì cả. 7. Tất cả chúng sanh sẽ tu thiền để đạt được mức định sâu nhất trong thiền định. Vì nếu không có những điều này, chúng sanh sẽ bị vô minh, chấp ngã, chi phối, tạo tội nghiệp nặng nề, mãi mãi không thể thoát ra, không thể dừng lại luân hồi tái sinh đầy mỏi mệt. Cầu xin chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh sẽ hiểu rằng dù ta có muốn cứu giúp cả thế giới hết khổ đau mà chỉ bằng vật chất, lời nói, tình thương, điều kiện, cơ hội, công việc cũng không bao giờ là đủ. Không bao giờ hết khổ đau khi con người vẫn còn chấp ngã, hơn thua, tham lam, tranh giành, thủ đoạn, ham muốn, dục vọng, tham cầu nhiều thứ, không biết điểm dừng, không có giới hạn. Chúng sanh luôn như thế, có thứ này lại muốn thứ khác, và luôn đặt ra những mục tiêu mới, những thử thách mới, những tham vọng mới, không bao giờ biết dừng lại. Và tất cả sẽ chỉ dừng lại khi chúng ta vừa giúp vật chất, vừa giúp tinh thần cho chúng sanh. Ta biết giúp cho chúng sanh cùng hiểu rõ luật nhân quả, hiểu sâu chánh pháp, giúp chúng sanh tin và sống theo một lý tưởng chung, cùng một con đường, cùng một mục tiêu cao thượng, vị tha, tuyệt đối. Đó là cùng tu tập thiền, tứ niệm xứ, đúng ý Phật, biết tạo công đức lành, tu sửa nội tâm, diệt trừ chấp ngã, đúng con đường bát chánh đạo, khai mở trí tuệ trong thiền định bằng con đường tứ diệu đế. Làm nhưng không làm, làm nhưng như không làm, theo tinh thần Kinh Kim Cang. Tất cả sẽ cùng giúp đỡ nhau tu tập tạo phước lành, cùng dìu dắt nhau đi về vô ngã giải thoát. Cầu nguyện cho ai ai cũng cài đặt được mục tiêu này trong tâm, cho đến khi giác ngộ hoàn toàn, không bao giờ mất đi. Cầu xin chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh sẽ sớm thoát khỏi ngũ dục, vì đó là ràng buộc làm tâm hồn chúng sanh luôn đau khổ. Vì đó là ràng buộc làm tâm hồn luôn bị lưới ma bao phủ, giăng ra để điều khiển. Những tham muốn đó làm chúng sanh bị đọa đày trong đau khổ của luân hồi bất tận. Ai diệt được si ám của nhiều kiếp trầm luân, thoát khỏi lưới ác ma, Phật gọi là chiến thắng. Ngũ dục gồm có sắc dục, ưa thích sắc đẹp, hình tướng đẹp; thanh dục, ham thích nghe lời ngon ngọt; hương dục, ham thích hương thơm; vị dục, thích ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ; xúc dục, thích đụng chạm nhẹ nhàng do chấp thân. Tất cả tài sản, sắc đẹp, tiếng tâm, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp, ngủ nhiều, ái dục đều làm ta tổn phước, tham đắm, sa đọa, phiền não, nhiễm ô. Cầu xin chư Phật gia hộ cho muôn loài yêu thương nhau, không còn chiến tranh, phân biệt màu da, dân tộc, không còn sát sinh, giết hại, tranh giành,
không còn chạy đua quyền lực, vũ trang, mạnh được yếu thua, mà tất cả sẽ ngồi lại cùng bên nhau, cùng nhiếp tâm trong thiền định nhiệm màu, lòng từ bi yêu thương phá vỡ mọi biên giới, chánh pháp mãi mãi chiếu sáng, là ngọn hải đăng bất diệt cho muôn loài quay về tìm đường về bờ giác an lành. Thế giới sẽ trở thành một tinh cầu giác ngộ, tâm Phật đồng trải khắp vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ai ai cũng sẽ khắc ghi bốn tâm nguyện này đời đời kiếp kiếp về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.